Dạ Tiến mới qua. Dạ, chào chú Sáu. Mấy đứa. Tiến mới qua, thưa chú Sáu. Hai đứa trên xã về hả? Dạ. Ủa trên xã bên đây làm gì mà tao thấy bà con tao bu lên đó đông dữ vậy bay? Dạ, người ta nói về họp về cái tái cơ cấu nông nghiệp á Tiến, chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ớt. Vậy đó hả? Ôi, rảnh. Trồng lúa, lo trồng lúa đi. Bày đặt tái cơ cấu mà đổ qua trồng ớt chi cho nó mệt vậy. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ thiệt ra là tôi có hai công ớt đang chờ thu hoạch. Tôi đợi mà có giá một cái là tôi tung ra tôi bán liền. Công nhận nha, mày lanh thiệt nha. Ở xéo lá này đó, mày trồng ớt đầu tiên đó nha. Chứ ai nữa. Trồng ớt á thì thu nhập nó cao hơn trồng lúa, nhưng mà nó còn tùy theo thời tiết, thời điểm nữa nha. Anh khỏi phải dạy, tôi đã đầu tư tôi trồng ớt rồi là tôi nghiên cứu thiệt là kỹ luôn. Với lại đất mình trồng lúa hết rồi, đâu còn đất trống đâu mình trồng ớt. Nên thôi con không nghe nữa, con đi về sớm cho khỏe. Nhảy. Dạ. Đổi gì cho chú mượn rồi con. Cho chú mượn coi. Trời ơi, trái ớt mà tôi tưởng nó dễ cây đào không chứ. Ê cái này ngộ ha. Kỳ này mà ớt đúng bánh nha. Tôi làm một mớ vòng như vậy nè, tôi đội đi cùng làng cuối xóm cho người ta biết là danh của Sáu lắm. Đúng rồi đó, tao thấy cái mặt mày á, đội cái đó vô hộp đó dòm y như con tê giác vậy đó. Hả? Mày đừng có hùa tao tía tụi bay nghe. Anh sợ sức móc mỏ tôi hoài à. Nè, mai mốt về tôi mà trúng mùa ớt, đừng kêu tôi Sáu lắm nữa, kêu tôi là đại gia ớt hiểm được không? Con á, là con kêu anh Bảy Cò nè, thuê đất rồi trồng ớt, vậy mà anh không chịu tía. Thôi em ơi, trời ơi, anh vừa trồng lúa rồi anh vừa nuôi heo nữa, thời gian đâu anh trồng ớt. Đúng rồi, con mình nó mà biết bao nhiêu việc làm sao làm cho nó sể vậy. Cái tánh thằng này nè, nó giống y chang anh hai vậy đó, cứ ăn chắc mặt bền hoài. Con ơi, con phải nhớ ông bà mình có cái câu là có phước làm quan, có gan làm giàu. Mày phải liều mà mày mới giàu được. Thôi, vậy cho nó chắc. Chú ơi, làm nông này á, hồi nào tới giờ đâu có ai giàu đâu. Tôi đồng ý với anh, làm nông á là khó nói chuyện làm giàu lắm, phụ thuộc nhiều thứ lắm, đủ ăn là mừng rồi. Nhưng giàu là mình mừng hơn chứ, đúng không? Ui, gì nữa? Ô bạn. Dạ Phật ơi. Con này nó giống tôi à, bạn à. Mày cũng đi sinh xã vậy đó hả? Hai bay đổi hai này thì giờ mình thấy giống như tê giác mẹ, tê giác con quá ha. Thôi mày bỏ ra giùm tao con gái đi, ông ngốc họng nữa đó. Dạ cái này là ớt mà. Dạ. Con đi chung với hai đứa này nè. Dạ. Ê ba Lích, rồi có định chuyển qua trồng ớt không? Thôi, đó giờ tôi đâu có biết làm nông đâu. Rồi cái gì tái cơ cấu gì đó, thôi khó quá tôi không làm đâu. Cái bạn mặt thằng này nè, là biết có tái nạm gạo ở trong tô phở thôi, chứ tái đầu tư sức mấy nó biết. Sao kỳ cục quá. Thôi, mà con nói cho mọi người nghe nè, lúc nãy á, hai đứa bay á, không chịu ở lại đi, đi về chung với tao là gặp chuyện hên rồi. Gì à? Gì à? Hên gì? Con gặp công ty phân bón, là họ đang có cái chương trình quảng cáo, nè người ta tặng cho con cáo thun luôn nè. Đẹp ta. Dạ. Ủa chỉ vậy thôi hả? Còn nữa, cái này mới hên dữ luôn nè, là họ có cái chương trình bốc thăm trúng thưởng. Con đưa cái tay vô con bốc cái thăm ra cái trúng cái rẹt. Trúng cái gì? Thì nó mới nói đó, nó trúng cái rẹt. Không phải, trúng một chỉ vàng. Trời đất ơi. Chỉ à? Thằng này ăn hên thiệt chứ. Đã nói để làm thủ tục xong vài ngày nữa người ta mới gửi về cho con. Xong đổi lấy tiền cái trước đi cho chắc. Con nghe nói vàng càng ngày càng lên nên con để dành. Thằng này nó tính kỹ thiệt anh hai. Ê Bà Lích, sao trúng được vàng hay quá vậy? Thì tôi mua phân bón ruộng, cái người ta cho tôi bốc thăm trúng thưởng, ai dè trúng thiệt. Anh Bà Lích, anh mua phân bón ở đại lý nào mà được khuyến mãi hay vậy? Đây nè, ở hãng này nè đó, để lát tôi gửi qua cho. Dạ được á. Anh Bảy hả? Em thấy anh mua phân bón hoài à, mà sao không thấy khuyến mãi đâu hết vậy? Thì bên anh cũng có khuyến mãi mà tao khuyến mãi áo thun à. À tôi biết rồi, chắc á là cái chỗ ông mua á là cũ rồi, người ta không có chương trình khuyến mãi. Còn cái này nè là cái thương hiệu người ta mới ra nên người ta tổ chức bốc thăm đồ mạnh lắm để quảng cáo mà. Trời đất ơi, uổng chưa mà sao anh không tìm hiểu cho kỹ vậy? Anh đâu có biết đâu. Thiệt tình luôn á.
Anh đâu có biết đâu. Càng quỷ. Tự nhiên nói vụ trúng dạng chi vậy? Ơ trời. Dùng lửa thử vàng, dùng vàng thử đàn bà. Trúng thì tôi nói trúng thiệt chứ bộ. Trúng cái con khỉ khô. Nhai, nhai, đại anh nhai, nhai. Giờ tình anh đã không. Ui. Ủa bà Tư, đi bán gì vậy bà Tư? Bà Lích, mua khô phụ bà Tư đi. Thôi, sáng giờ bán được không? Bán gần hết rồi, còn nhiêu đó đó. Nhà con còn khô, nhưng mà con sẽ mua ủng hộ bà Tư. Vậy tốt quá. Này gần nhiêu vậy bà Tư? Bán cho người ta là 30 ngàn, lấy rẻ con 27 ngàn thôi. Dạ. Ê. Rồi nè, 30 đi, khỏi thôi. Bà bán cho người ta làm sao, bà bán con vậy thôi. Vậy hả, cảm ơn con nghe. Dạ. Ủa mà hôm bữa con nhớ bà bán trái cây mà, sao bữa nay bà chuyển qua bán khô vậy? Trái cây thì cũng phải bán theo mùa, mùa nào trái nấy. Bữa nay trái cây nó ít, thành ra bà Tư bán khô để đổi gạo. Con thấy bà lớn tuổi rồi, sao bà không ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng có đi bán, lỡ có chuyện gì mệt lắm. Ở không chán lắm, với lại đi mần nó mới vui bay ơi. Ủa sao ngộ vậy ta? Theo con nha, là con thấy ở không nó vui hơn là đi mần. À, chắc là bà già nên bà đi mần vui hơn ở không. Cái thằng mà chắc là vậy đó. Bây giờ hết khô rồi, sẵn đường con lên xe con chở bà về nhà luôn, bà khỏi lội bộ. Thôi, con về trước đi. Con. Ủa, sao Tư đứng đây vậy? Cái thằng Ba Lít nè, nó nói nó chở Tư đi bán khô. Mà nó đi sao hồi anh đi mình ơn vậy? Rồi để bà ở đây lỡ có chuyện gì thì sao? Anh đâu có biết đâu. Anh tưởng đâu bà Tư lên rồi. Cái thằng vậy rồi giờ sao mà Tư đi bán? Bà khỏi bán. Đây, bây giờ để con bán giùm cho bà Tư luôn. Nhái. Hả? Em hộ tống bà Tư về nhà giùm anh nha. Yên tâm đi, con đem tiền về cho bà hết à. Khô có ế, con đem về luôn, không đem đi nhậu đâu. Dạ. Nhớ nha. Trời, rớt đồ. Không sao. Rồi. Được không? Được. Khô bà Tư đây. Khô bà Tư đây. Thôi kệ anh đi bà. Qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm sờ ba má em buồn lòng. Ui, lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây. Ê, mẹ tụi con. Chú Sáu. Dạ, dạ chú Sáu. Dạ chú. Đi mần ruộng hả? Dạ. Dạ. Chèn ơi, dòm đứa nào mặt mày đen thui đen thích, thấy thương hết sức vậy đó hả? Ê, biết gì chưa? Báo tụi bay tin vui nè. Tin gì chú Sáu? Giá ớt bây giờ nó tăng vùn vụt. Nó tăng gấp 2, gấp 3 lần luôn rồi. Mà trong dự kiến là ớt nó còn tăng nữa, tăng gấp 3, gấp 4 lần. Trời đất ơi. Vậy là đợt này coi như nhà của chú Sáu vô mánh nó còn gì nữa. Sướng ghê vậy. Thường thôi. Thì cũng nhờ chú, cái đầu chú nó linh hoạt, chú đoán biết trước được tình thế. Bây giờ chú dặn mấy đứa nè, nhà đứa nào còn ớt giữ lại khoan bán, chờ ớt mà lên giá nữa bắt đầu mới tung ra bán, nghe chưa? Nguyên xẻo lá này có mình chú Sáu là nhiều công ớt nhất. Tụi con còn không có một cây nữa, lấy đâu mà để dành. Trời ơi, thấy thương không? Thôi tao chỉ nhắc hờ vậy thôi. Còn làm hay không là tùy tụi bay. Thôi chú đi nghe. Dạ chú Sáu đi. Qua lối nhỏ vào nhà em. Trời ơi, có cây ớt. Bây giờ ớt đang có giá. Gặp ớt ngoài đường là phải nhổ đem về nhà trồng liền. Công nhận chú Sáu ổng hên dễ sợ. Anh nghe vậy mà không biết làm theo. Từ rài về sau á, hễ mà thấy chú Sáu làm cái gì là mình bắt chước làm cái đó liền ngay lập tức. Ý kiến đúng. Hai vợ chồng ông á, thấy chú Sáu làm cái gì cứ làm theo đi, đảm bảo thành công. Ê ba Lít. Rồi có định làm chung với vợ chồng tôi không? Không, đâu có đất đâu, đất của tía tôi. Thôi đi làm chung đi, rồi lỡ như mình không biết cái gì á thì mình chạy qua mình hỏi chú Sáu. Trời ơi, hai người tưởng làm ớt dễ lắm hả? Khó lắm á.
Bây giờ tôi canh me mua phân bón, hễ có chương trình bốc thăm trúng thưởng cái tôi bốc thăm liền, tôi trúng vàng. À, nè, khỏi tốn công, khỏi tốn vốn, khỏi tốn thời gian. Cảm ơn anh. Uống nước sao? Dạ. Đợt này ba ớt lên chóng mặt luôn ha. Ừ. Ai chóng mặt thì chóng chứ tôi đâu chóng mặt đâu. Tôi ngồi tôi đếm tiền khỏe ru à. Mày năm nay chúng lớn rồi. Làm chơi chơi mà ăn thiệt ha. Ai nói anh tôi làm chơi? Tôi làm chơi mà tôi dám bỏ tiền đầu tư hai công đất để tôi trồng ớt hả? Thôi mày làm ăn lớn. Nói vậy tôi chịu à. Nhưng mà chúng cái đó đó, mấy đứa nhỏ trong nhà nè, bẫy cò đâu đó. Sao? Phân bị quá trời. Ủa mắc cái phân bị? Tôi nói anh nghe, tại vì ớt bây giờ nó đang có giá. Mà hồi đó trồng lúa má ta nó thất mùa, mà bán không có được giá. Thôi tôi mới bỏ lúa tôi qua tôi trồng ớt. Mà thôi, anh nói tụi thằng con anh nó cũng đừng có bắt chước tôi làm gì. Thử thời giờ mà mấy thằng con anh mà nó bỏ lúa nó trồng ớt như tôi coi. Trời ơi, sức mấy mà nó bằng tôi. Đúng rồi, con người ta nó cũng có cái số. Chứ sao? Trời kêu ai nói dạ mày ơi. Anh kỳ lắm nha. Sao kỳ? Tôi trúng mùa ớt thì tôi cũng sắm sửa đồ đạc trong nhà, tôi mua cái xe mới. Chứ tôi có làm gì không phải lòng anh đâu mà. Anh cứ móc mỏ anh sân si với tôi hoài à. Trời đất ơi, mày trúng ớt á, tao mừng cho mày không hết. Mắc gì tao sân si với mày làm chi? Anh mừng mà sao cái mặt anh nó quạo đi không hả? Ông làm như ông ăn ớt giỏi lắm vậy. Ăn gì bao nhiêu mà bữa nào ông đòi ớt. Ớt cái gì ăn á, nó có cái vị thuốc này, ăn vô nó sáng mắt đó. Để vài bữa nữa con thu hoạch ớt, dù cho trái ớt nó có cao cỡ nào đi chăng nữa, con cũng sẽ để dành một mớ cho tía má ăn. Nghe anh dâu nói câu nghe mát lòng mát dạ liền. Vợ con cái tiếng. Vợ mày nói nghe còn được hơn vợ tao. Vợ tao ỷ lớn á. Nói nghe bực. Tiếp, năm nay á, con có cái để gỡ lại cái mùa lúa rồi. Đúng rồi đó. Tao nói lúa năm nay thất thù, nhưng mà được cái như nhà chú Sáu á, không thấy không? Trúng một ớt một cái, trời ơi, trang hoàng nhà cửa lộng lẫy luôn. Má yên tâm đi, con mà trúng ớt hả, con trang hoàng nhà cửa cho tía má. Còn mê hơn nữa. Đúng là trời thương, đang nắng vậy, mưa ào cái cho mát, bảo đảm mùa ớt này mình thắng chắc. Anh, hồi nãy bên nhà tía má, anh chưa trang hoàng lại nhà bển là sao? Là anh mua tivi mới cho nó bự hơn, mua máy lạnh mới cho nó mát hơn. Vậy còn tía má em thì sao? Tía má em à? Thì y hệt vậy chứ sao? Vậy còn nhà mình thì sao? Y hệt vậy, để nguyên. Không lắp gì hết? Không. Ủa? Làm sắm gì hết trơn á. Mà yên tâm đi, anh không sắm đồ trong nhà, nhưng mà anh sắm vàng cho em. Như là vòng nè, dây chuyền nè, mua cho em nhẫn nè ha, mua cho lắc nè ha, mua cho xi men nè ha. Thậm chí anh mua nhẫn cho em đeo ngón chân luôn. Thôi đi, em toàn là làm mấy chuyện khung lắm tay bùng không à. Đeo mấy cái vàng đó đổ ten hết. Trời, anh mua vàng thiệt chứ có mua vàng giả đâu mà nó đổ ten. Anh mê vàng thiệt hả? Ừ. Thôi đi, anh làm như mê vàng lắm bằng. Quên, bây giờ vợ anh không có mê vàng mà mê ớt. Con tám thằng đâu thấy ăn cơm? Nó ăn cơm trước rồi đi chơi với bạn. Chà, lâu dữ rồi mới thấy bà cho tôi ăn ớt lại nha. Thì tự nhiên ớt nó lên giá ào ào à. Rồi giờ rớt giá rồi. Ngày nào ông cũng có ớt ăn hết. Khỏi đòi. Biết ngay mà. Thấy gì ớt là biết rớt giá rồi. Đó chết cha. Trời đất ơi, gì vậy? Vợ chồng bẫy cò đầu tư trồng ba cái ớt nè, bây giờ rớt giá kiểu này rồi sao? Tội nghiệp nhỏ không? Thì bởi vậy tôi cũng thấy lo hổm rà giờ. Hôm nay bưng cái súng đi đâu vậy? Dạ con mới chợ về á tía.
để chở mua. Con với cái nuôi cho đã, cho lớn, đủ lông đủ cánh rồi, nói động tới một cái là bỏ nhà ra đi, bỏ nhà ra đi. Ngon quá ha. Dạ con không có dám nghĩ vậy, mà tại con không biết sao nên làm đại. Nó cũng biết lỗi rồi, nó xin lỗi rồi. Thôi đi, la mà la hoài. Bởi vì người ta nói con hư tại mẹ là phải. Cũng phải la nó chứ, để nó biết cái nào đúng cái nào sai mà sửa. Cũng may là bên nhà Tư Ếch nó cũng hiền à, chứ không á, nó thưa con trai bà đó, dụ dỗ con gái nhà người ta. Ui, lớn vòng vòng hết rồi, chứ nhỏ nhít gì nữa mà dụ dỗ. Dạ, con xin lỗi tía lần này, lần sau con... Ủa, bộ mày dự kiến tính làm lần hai nữa hay gì á? Không có, ý là con nói là lần sau con không dám gì nữa. Con nói rồi đó nghe. Thôi vô tắm rửa đi, rửa mặt rửa mày rồi ăn cơm. Hỏi con nhỏ nó thèm ăn cái gì, đi chợ mua về nấu cho nó ăn. Ngồi giùm tôi con lom lom vậy. Trời đất ơi, anh Bảy ơi, anh đi đâu mấy nào vậy anh Bảy? Anh về em mừng quá à. Ừ, anh đi cái chỗ mà anh đi á. Thôi kệ, anh đi đâu cũng được. Anh bạn trai nhái, bỏ ý định cua anh nghe. Nói cho ta bỏ ý định. Bé, anh chị đang quen nhau á, biết không? Tức là đang yêu nhau á, anh Trang. Hình như cái xóm xẻo lá này không có thích khi mình yêu nhau thì phải. Thôi mọi người đi lẹ đi. Alo, em hả? Em dậy chưa? Nó răng rửa mặt gì chưa? À, chị... ăn sáng gì chưa? Sao không ăn đi? Chứ đói, đau bao tử thì sao? À, quên đi. Vậy em ăn gì? À, anh mua qua cho. Em ăn cháo. À, ăn cháo hả? Ăn cháo gì? Cháo cá lóc á. Ờ, cháo cá lóc á. Ông Tèo! Thôi, cúp máy. Ông Tèo cũng vô duyên dễ sợ. Chúng hình điện lại nha. Ủa đâu tự nhiên xuất hiện bất ngờ như vậy? Qua đây ngủ mày uống cà phê chứ đâu. Ai về đâu sáng nấu chuyện nấu cháo điện thoại sớm dữ à. Thì bởi cái người chưa có tình yêu nên không biết gì hết trơn. Ờ, thì có tình yêu mày cũng sướng. Làm như chuyện tình yêu của hai đứa bay đây không ai biết vậy. Nguyên sớm sao lá biết hết rồi mày. Ủa, nguyên sớm này là biết em có người yêu luôn rồi hả? Trời đất ơi, mày gặp ai mày không phe mày có người yêu à he, em quên. Ê ê hả? Rồi sao tính chừng nào qua cưới con ta? Mai cưới gì? Nó chơi thôi, tự nhiên người ta mới quen nhau cái hỏi chừng nào cưới ngại chết luôn. Ôi con kìa. Ê ê, mày tao thấy mời cưới được á mày. Ôi sao vậy? Tại vì người ta hay nói á, cưới vợ phải cưới liền tay chứ để lâu ngày thằng khác nó ghinh. Thằng nào? Anh hả? Bậy bạ. Không phải gu của tao đâu ginh. Ờ ha, chắc phải mai cưới luôn đi. Ờ, anh nói đúng á. Ê thôi, cái chuyện ngày mơi để ngày mơi tính đi, tính chuyện bữa nay nè. Ủa, bữa nay hả? Ừ, bữa nay có gì để tính ta? Uống cà phê. Ờ ha, quên, đi liền đi mày. Trời ơi không? Sao hai anh tự nhiên á, giờ này hẹn cùng nhau lúc về bộ có hẹn nhau hả? Hẹn hò gì, tâm linh tương thông mà. Công nhận anh Mỹ Cò với hai nhái á, thương nhau cả sẹo lá này cũng mừng hết trơn á. Này chắc cô thông báo cho cả xã biết phải không? Đúng rồi, chuyện vui mà mình phải báo cho mọi người biết, mọi người mừng chứ. Cảm ơn em. Vậy hai anh làm xui lẹ lẹ đi cho sẹo lá mình được đám cưới chứ, chứ lâu quá không có đám cưới nào hết trơn hết trọi à. Chuyện của tụi nhỏ để tụi nó tính. Tụi nó cưới nhau chứ bộ cô cưới sao tôi thấy cô nôn dữ vậy? Em cũng nôn thiệt chứ bộ. Hai anh uống cà phê nha. Em vô á. Nó thiệt á. Trời đất ơi cô bác. Đám cưới mà bà nôn cái ghê hôm nay. Ừ, làm chóng mặt muốn chết. Mà em thấy bà nói đúng anh hai. Thấy hai đứa nhỏ giờ căng khích quá trời của đất luôn. Em thấy ngày nào cũng nấu cháo điện thoại từ sáng tới tối luôn. Anh thấy không? Thấy sao không thấy? Thằng Bảy Cò tối ngày úp mặt vô cái điện thoại suốt.
Dạ. Còn mua thêm cục sạc dự phòng nữa chứ. Trời. Vậy mấy anh chần chờ gì nữa, cho tụi nó về chung nhà đi. Trời ơi, cô bả kìa. Ông Tèo nói cũng có lý. Cưới vợ là phải cưới liền tay, để lâu ngày thằng khác nó hốt, phải xuất liền. Anh Cò, anh Cò ơi, hẹn người ta ra đây mình hết hồn. Nhảy. Mà anh Kim đây có gì không? Có chứ. Chuyện gì vậy? Tụi quan trọng lắm luôn á nha. Đừng nói với em là tía đổi ý không cho hai đứa mình quen nhau nha. Không có. Cái đó thì không. Được rồi, không phải chuyện đó là cái gì cũng được hết á. Thật ra là anh nhớ em. Quỷ à? Quỷ à? Kỳ quá à. Kỳ quá à. Cái trò này chơi hoài à. Tự dưng hồi nãy mới gặp nhau, bây giờ kêu nhớ ai mà tin. Ủa, em nghe bài hát này hả? Bài gì? Buổi chiều mình gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, em hỡi em có hiểu có hay. Kỳ quá. Kỳ quá. Nhảy. Hả? Anh sẽ vì em làm ba thằng bé. Hả? Em cho anh góp gạo thổi cơm chung nha. Sao nhái? Nhưng mà... Sao? Em nói đi. Nhưng mà tụi mình mới quen gần đây thôi mà. Thì đúng, mình mới quen gần đây. Nhưng mà mình đã biết nhau khá là lâu. Chứ lại tính tình mình hiểu nhau hết trơn rồi mà nhái. Sao nhái? Em sao? Em sợ tía. Chỉ cần em đồng ý thôi, mọi chuyện để anh lo. Nha nhái, em đồng ý nha nhái. Em... Sao nhái? Sao em nói đi nhái. Em đồng ý. Yeah, 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 yeah. Đang khát nước mà đợi bà chăm mình trà ra đây chắc không tới chừng nào. Bà này bà chăm ghê hồn. Gì cũng phải từ từ chứ. Từ gì sáng người ta chăm bình trà sẵn đấy. Trà rượu bánh trái rồi này kia đó, bà mua đầy đủ hết chưa? Mua hết rồi, đang chuẩn bị sắp xếp ở bên trong kìa. Kiểm tra lại cho kỹ nghe, để thiếu một món kỳ lắm mà. Biết rồi, nhắc hoài. Mà không biết sao một cái thằng bái cọ nôn cưới vợ dữ không biết nữa, làm lo chạy sắp mặt luôn hả? Ôi kệ nó đi, nó lớn rồi, lấy vợ được đứa nào mừng đứa nấy đi. Bái cò cưới vợ ông mãn nguyện rồi ha. Làm cha làm mẹ thấy con cái nó yên bề gia thất, đứa nào thì mừng cho đứa đó chứ. Ờ thì bãi cò xong rồi cái mình lo cho con sáu nhú, rồi xong rồi cái tới thằng tấm tàn nữa là cái vợ chồng mình khỏe ha. Con sáu nhú nó ở Sài Gòn nó cũng lớn rồi, nó tự quyết định được. Còn tấm tàn tôi lo cho nó quá trời. Thôi kệ đi, tới đâu mình tính tới đó. Ờ mà mai đám hỏi á, ông thấy tôi nên mặc áo dài xanh hay cái áo dài hường? Ôi xanh hường gì cũng được. Đám cưới tôi nói cho bộ đám cưới tu bà, sao bà lại bà nói vậy? Ờ vậy thôi tôi mặc áo dài bông. Bông quá vậy đó cũng được. Đi đâu á? Cà phê chứ đâu. Diễm Hồng ha. Ôi xời, có nhiêu đó, mệt quá. Ngồi riết giò cặn tê ngắt. Vậy rồi qua bến ngồi tiếp á.
Dạ, mời anh chị dùng trà. Cảm ơn Thiết. Tư nghe. Dạ. Thưa chú Tư, Thiếm Tư, bữa nay vợ chồng tôi qua đây á, trước tiên xin phép chú Thiếm hỏi ý kiến chú Thiếm coi cho vợ chồng tôi được cưới hai nhái cho ông Bảy Cò. Dạ. Ý chú Thiếm sao? Dạ, tôi còn nghe con hai nhái đi về nó nói lại. Thôi thì cái chuyện mà tụi nhỏ tới được với nhau thì cũng là có chuyện vui mừng. Dạ, thưa anh chị, cha mẹ nào á cũng mong cho con mình á nó có nơi có chỗ. Nhưng ở đây là cái chỗ thân tình, quen quá. Thành ra càng tốt nữa anh chị ha. Đúng rồi đó Thiếm. Lấy chồng gần cũng hơn lấy chồng xa chứ. Nếu mà chú Thiếm đồng ý á, thì vợ chồng tôi xin phép về coi ngày lành tháng tốt để tiến tới ngày đám nói hai đứa nhỏ. Dạ, cái đó là tùy anh chị. Dạ, tụi em cũng đồng ý. Nhân đây thì muốn xin phép với anh chị là cho em thưa một chuyện. Chuyện gì chú cứ nói, tự nhiên anh em mình không mà. Như anh chị cũng biết là gia đình em chỉ có một mình con hai nhái thôi. Nếu mà gã nó đi rồi thì hai vợ chồng cũng hiu quạnh. Hàng bà tính kiếm thêm đứa nữa chứ gì. Anh hai nói chơi hoài, già cả còn đẻ gì nữa. Tụi nó chơi cho vui vậy mà. Ý chú Tư muốn sao? Dạ, tính xin với anh chị là cho phép tôi được bắt rễ. Trời đất ơi, thằng Bảy Cò là con lớn nhà tao. Hả? À, nó là cái đứa nối dõi tông đường, lần đầu tiên nó cưới vợ, sao bắt rễ được? Như con hai nhái nó cũng là con gái độc nhất của em mà anh ấy. Trời đất ơi, mày quên cái câu là ông bà người ta nói sao, thuyền theo lái, gái theo chồng. Cái câu này có từ bao đời nay rồi chứ đâu phải tao mới đặt ra đâu. Tôi không ngờ luôn, tôi không ngờ là anh có lưu sĩ vậy đó. Không, trời đất ơi. Ông, cái chuyện gì từ từ nói ông. Đúng rồi đó, có gì không phải thì mình từ từ nói cho nó phải. Bà nghe nó nói tôi cổ lũ sĩ không? Mày nói câu đó là xúc phạm nha mày. Cổ lũ sĩ là cổ lũ sĩ sao? Ý mày nói tao xưa vậy, không có xưa sao có nay? Thì tôi cũng là lễ nghĩa, tôi xin phép anh đàng hoàng, chứ tôi có làm bậy làm càng đâu. Xin phép nhưng mà tao chưa cho. Cái nào được tao cho, cái này tao nói không được là không được, mà nói tao cổ lũ sĩ là sao? Nếu không được thôi quỷ, khỏi cưới. Quỷ thì quỷ, trời đất ơi, tao cũng đâu có cần. Tiếp. Làm gì dữ vậy? Đàn ông từ từ, từ từ đó mà. Không thiệt. Diệp à? Từ từ. Diệp bất giận cái Tiếp. Mày còn đứng đó làm gì nữa? Đi về, tao cưới con én cho mày. Chị Tiếp. Tiếp. Tiếp ơi. Tiếp. Tiếp má gì? Mày không thấy không nghe nghe ngược hả? Còn ông, ông có thua gì người ta đâu. Hồi tối đã bàn kỹ rồi à. Tôi nói ông á, có chuyện gì á thì mình từ từ mình nói, anh hai anh sẽ hiểu. Cái gì ông, cái tật của ông ào 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 lên hoài hả? Chứ bà không thấy thái độ của ông hả? Có chịu hiểu đâu. Sáng qua ngồi với anh hai cho vui nè. Vui gì nổi vui. Tôi ngồi ở đây được rồi. Đúng rồi. Đạo bất đồng đâu ngồi chung được. Anh hai, em nghe nói Bảy Cò với hai nhái sắp cưới phải không? Vụ cưới dâu đó còn tính lại à. Chứ đâu phải muốn cưới cưới liền đâu. Tôi cũng đâu có đồng ý gả hai nhái đâu. Ủa? Hai anh hôm bữa giờ vui vẻ lắm mà. Sao bữa nay bộ không có còn tâm linh tương thông hả? Bà nhiều chuyện quá. Có bán cà phê không? Không bán nói tôi biết, tôi qua quán khác tôi uống. Bán chờ một chút. Làm gì nóng dữ vậy? Có người bị khùng. Tính tiền luôn đi. Ủa? Anh mới uống có một hớp mà còn nhiều mà anh. Ở đây uống không vô. Thấy không vui, bưng về nhà uống. Chút qua lấy ly tính tiền luôn nha. Dạ. Về về đi. Làm như ai cần lắm. Uống mình tôi không vui hả? Cũng vui vậy. Công nhận hai cái ông này như nít vậy. Lúc chơi lúc nghỉ. Đó, chuyện là vậy đó chú ba. Lương ngôn nhất cú tam đông noãn, thương ngôn nhất nhật nhật nguyệt hàng.
Chú đang nói nho đó hả? Đúng. Trời ơi, vậy là nghĩa là sao? Dịch không được. Chú ba này, chú đừng giỡn mà. Chú nói rõ ràng cho tôi nghe đi. Trung Quy á, cái câu này ý nó nói lên á, là khi một lời lương thiện á, sống giữa ba mùa đông vẫn ấm. Một câu nói ác á, sống giữa mùa hè vẫn lạnh như băng giá. Tôi nghi là hai em huynh này gai cấn ở nhau ở cái câu mắc me ngoe cua nào đó. Nhưng mà hai cha này cứng đầu lắm, khó xê dịch được lắm. Thì bởi vậy tôi muốn rầu muốn chết luôn rồi nè. Tôi muốn nhờ anh sao mà hòa giải được cái hai ông đó. Thấy tụi nhỏ nó buồn nó rầu, tôi thấy thương quá chú ba à. Chị yên tâm đi, hai chả cứng nhưng mà tôi mò được cái điểm mềm của hai chả, tôi sẽ thiết kế lại. À, vậy chú ráng tìm cách chú giúp nha. Nếu mà được chuyện này tôi cảm ơn chú nhiều lắm đó chú ba. Chị yên tâm đi, khi chị Tư đã đặt niềm tin ở ba đời này thì ba đời không phụ lòng chị đâu. Dạ. Mà ba đời không phải phụ lòng chị Tư ít đâu, mà không phụ lòng cả xã hội này luôn. Là ba đời sinh ra cái gì? Để làm đẹp cho đời. Chị yên chí đi, ba đời này sẽ làm được. Dạ, tôi cảm ơn chú nhiều chú ba. Chị yên tâm, chị yên chí. Tôi nói chị yên tâm, chị đừng nói thêm tiếng nào nữa hết. Chị yên chí đi, tôi làm được. Ủa chị ba đâu rồi? Ý. Mời tao ra đây mày tỉnh khẩu hả mày? Nói gì nói lẹ đi, không có tao đi về à. Dạ thưa anh hai, sợ vậy em không qua nhà anh hai, cũng như em không qua nhà anh Tư, là bởi vì em muốn hai anh đá sân chung lập, không ai sân nhà, không ai là sân khách hết, như vậy nó mới công bằng. Dạ. Bây giờ em mời hai anh uống trà. Bắt đầu em nói. Có câu kỹ sở bất dục, nhược thi ư nhân. Nói nho nhức đầu á, thôi mày tự dịch luôn đi chứ không ai hiểu cái câu của mày nói đâu. Dạ, ý của nó nói câu thế này: những gì mình không thích mình đừng chỉ làm cho người khác khó chịu. Em mong hai anh quay mặt nhìn nhau để có chuyện nói. Không có còn gì đâu mà nói anh ơi. Có gì đâu mà nói. Dạ thưa hai anh, để thằng ba này nói ra cái còn có cái để nói không nha. Bây giờ chúng ta đó đã lớn tuổi rồi, chúng ta sinh ra thế hệ con cái là để chi? Để nó thay thế thế hệ chúng ta. Mà bây giờ hai anh á, đặt cái tôi của mình lớn quá, cái ngã của mình lớn quá, để làm ảnh hưởng hạnh phúc của đám trẻ. Hai anh làm gì có nên chăng? Hai anh không thương tụi nó à? Không thương vậy sanh tụi nó ra làm chi? Ủa mày nói thì giống cha tao mới sống lại quá. Mày nói bên kia kìa. Mày kêu bên kia người ta nhượng bộ đi, xuống nước đi, đừng có chọc tao nổi nóng phải không? Làm gì mà tôi phải nhượng bộ? Làm gì phải xuống nước? Thưa anh Tư, ở đây không ai nhận bộ, không ai xuống nước hết. Nhưng mà có diệu kế mới ghê. À, cái gì? Thứ nhất, con nhái á, nó khỏi phải làm dâu của anh Hai Lúa ngày nào hết. Ủa mà nói gì hả mày? Cách này được nè, cách này tôi chịu. Tưởng đâu mà tính cách gì, chứ mà tính cách đó thôi khỏi bạn tao đi về. Khoan anh Hai, đó chỉ là nửa cách thôi. Nửa cách sao mới quy diệu nè. Thằng bảy cò cũng chẳng làm rễ Tư ít một nửa buổi nào hết. Cái đó tao chịu. Còn tao là không cho làm rễ thằng nào trong xóm nữa. Dạ. Nhà anh Hai Lúa bên trái của em tức là bên tả, nhà anh Tư ít bên phải tức là bên hữu. Bây giờ hai anh cất cái nhà cho đôi trẻ ở chính giữa. Mai mốt tụi nó đẻ ra con cháu, cháu nội cháu ngoại của hai anh nè. Cái chuyện mà nó thăm nội thăm ngoại nhiều hơn hay ít hơn đó là chuyện của nó, chúng ta không có quyền. Sao? Tôi thấy cách này cũng được đó. Tao thấy cũng đặn đó. Đó. Thật sự ra hai anh mà không nói chữ được chữ đặn này, tôi cắm đầu xuống đất tôi chết liền. Tôi suy nghĩ nhiều đêm nay rồi. Đó, thấy không? Cảm ơn hai anh đã hợp tác, rất cảm ơn. Giờ bây giờ hai anh bắt tay nhau cái coi. Đó. Hai anh đã bắt tay nhau rồi thì coi như thống nhất y chang vậy, đừng cãi nữa nha. Ha. Bắt tay hồi nào? Đây nè, bắt nắm rõ ràng nè. Ý. Trọng tài cũng có đôi khi lộn ha. Mời hai anh. Cái này tao chưa hứa nha, tao còn suy nghĩ lại à. Cái tấn tao nóng lắm rồi đó. Tại tao nhát thôi. Thôi, vì tụi nhỏ đi anh hai ơi.